bất ngờ đại diện của Việt Nam tại lễ duyệt binh Ngày Hải quân Nga. Nhận lời mời của Tư lệnh Hải quân Liên bang Nga, từ ngày 24 đến 31 tháng 7, đoàn quân nhạc Hải quân Việt Nam đã sang Liên bang Nga tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 322 năm ngày truyền thống Hải quân Liên bang Nga. Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày truyền thống Hải quân Nga là một trong những ngày hội truyền thống lớn của đất nước Nga. Vào ngày này, nhân dân nước Nga từ khắp các nơi trở về Saint Petersburg để dự sự kiện trọng đại này và xem các hoạt động của lễ duyệt binh Hải quân cũng như các hoạt động bên lề của lễ duyệt binh. Đoàn quân nhạc Hải quân Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc tại buổi khai mạc trọng thể lễ duyệt binh do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chủ trì. Hải quân Trung Quốc và Hải quân Ấn Độ cũng cử đoàn quân nhạc tham dự. Trong thời gian thăm Nga, đoàn đã tham gia tích cực các hoạt động bên lề lễ duyệt binh và trình diễn phục vụ công chúng tại công viên Mikhailov và gala hòa nhạc tại quảng trường cung điện mùa đông. Màn trình diễn của đoàn quân nhạc Hải quân Việt Nam được đông đảo người dân Liên bang Nga tại Saint Petersburg trân trọng đến xem và hô vang Việt Nam Hồ Chí Minh. Đây là tình cảm của quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Nga nói chung và với lực lượng Hải quân Liên bang Nga tại Saint Petersburg nói riêng. Việc cử đoàn quân nhạc Hải quân Việt Nam tham gia biểu diễn tại lễ duyệt binh Hải quân Liên bang Nga lần này có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân, quân đội và hải quân hai nước vì lợi ích mỗi nước, vì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Tình cảm của quân đội và của Hải quân Việt Nam đối với quân đội và Hải quân Liên bang Nga đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Hải quân Nga ghi nhận và đánh giá cao. Đại tá xe tăng Việt Nam, Nga Trung có âm mưu lớn tại Tang Ba Aslan 2018 hơn cả đấu tăng. Quý vị thân mến, giải Tang Ba Aslan 2018 tại Nga năm nay thu hút các đội tuyển đến từ 23 quốc gia trên khắp các châu lục, trong đó có những đội lần đầu tiên tham gia như Việt Nam, Myanmar, Nam Phi. Trong số 23 đội tuyển kể trên, những đội tuyển đã tham gia ngay từ lần đầu tiên và được xếp vào nhóm ứng cử viên vô địch là Nga, Trung Quốc, Belarus, Armenia. Thực tế, mấy năm qua ngôi vô địch luôn về tay nước chủ nhà. Đối thủ nặng ký nhất tranh ngôi vô địch nước của nước chủ nhà không ai khác chính là đội tuyển đến từ Trung Quốc. Là hai cường quốc về cả kinh tế và quân sự trong thế giới hiện đại, có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, cuộc cạnh tranh ngôi vô địch giải đấu Tang Ba Aslan 2018 giữa hai đối thủ này không đơn thuần chỉ là một cuộc tranh đua của những thành viên kiếp xe về sự thuần thục trong thao tác sử dụng xe tăng, mà nó còn mang những ý nghĩa khác vượt ra khỏi tầm của cuộc thi này. Theo điều lệ của giải đấu, các nước tham dự giải có thể mang trang bị của mình đến để thi đấu. Vì vậy, Trung Quốc đã đăng ký với ban tổ chức sẽ đem xe tăng chủ lực kiểu Type 96B của mình tới hội thi. Đề nghị này đã được ban tổ chức chấp nhận với một số yêu cầu nhỏ nhằm tương đương hóa Type 96B với xe tăng T72B3 là loại xe chính dùng cho cuộc thi. Sở dĩ Nga đồng ý với đề nghị này của Trung Quốc có lẽ là bởi họ đã rất tự tin về bản thân mình. Theo họ, nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc tuy đã có nhiều tiến bộ, song cũng còn rất nhiều khiếm khuyết, còn xa mới theo kịp họ, nên đây cũng là dịp để kiểm chứng chất lượng xe tăng của Trung Quốc đang ở tầm mức nào. Thực tế đã chứng tỏ nhận định của Nga tỏ ra chính xác. Trong các cuộc thi trước đây, hầu như năm nào Type 96B của Trung Quốc cũng có sự cố kỹ thuật xảy ra. Thậm chí có năm Type 96B còn bị rơi cả bánh chịu nặng ra ngoài khi đang thi đấu. Về phía Trung Quốc, có thể nói đây là một cơ hội hết sức thuận lợi để họ phô diễn sức mạnh của Type 96B, qua đó quảng cáo giới thiệu về nền công nghiệp quốc phòng của mình, đồng thời nhắm đến một mục tiêu xa hơn là tăng thị phần trên thị trường xuất khẩu vũ khí, cũng như tầm ảnh hưởng của mình trên thế giới. Sau mỗi lần thi đấu, tất nhiên họ sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết để càng ngày càng hoàn thiện trang bị của mình, và thực tế những cuộc thi sau này, các sự cố kỹ thuật đã xảy ra ít hơn. Bởi vậy mới nói cuộc đua song mã Nga-Trung không đơn thuần là một cuộc đua sử dụng xe tăng, mà đó còn là cuộc đua về tiềm lực công nghiệp quốc phòng, cuộc đua giữa mức độ uy tín của trang bị và thị phần xuất khẩu vũ khí, cũng như vị thế trên chính trường quốc tế. Với vị thế nước chủ nhà, đội tuyển Nga nắm trong tay những lợi thế không thể bàn cãi. Quen trang bị, quen thao trường, quen khí hậu thời tiết, tất cả mọi thứ đều rất quen thuộc như lòng bàn tay. Có thể khẳng định trong quá trình luyện tập để thi đấu, thì các thành viên đội tuyển Nga đã thuộc lòng từng cm đường lái, chỗ nào chạy số mấy, tốc độ bao nhiêu, rồi vị trí bố trí bia bản các loại cùng khoảng cách đến các tổ bia đó. Còn đối với trang bị, họ cũng đã quá quen bởi được tập luyện nhiều lần trên một chiếc xe, từ góc độ kéo cần lái bao nhiêu ở mỗi khúc cua đến độ dơ của hộp điều khiển pháo súng v.v. Các thành viên của họ sẽ hành động như những cái máy mà không cần bất cứ khẩu lệnh hoặc là hướng dẫn nào. Đối với đội tuyển Trung Quốc, do được mang trang bị của mình đi thi đấu, nên sự quen thuộc trang bị của họ cũng không hề kém cạnh phía Nga.
Còn về thao trường, với khả năng và tham vọng của mình, họ hoàn toàn có thể copy một thao trường Alabino về ngay trên đất họ để luyện tập. Vì vậy, những thuận lợi hiển nhiên của chủ nhà cũng không mang lại cho đội tuyển Nga quá nhiều lợi thế hơn hẳn, và điều đó đã được chứng tỏ trong đợt thi thứ nhất vừa qua. Ngay tại ngày thi đấu đầu tiên ở Tangby Aslan năm 2018, đội tuyển Trung Quốc đã tỏ rõ sức mạnh của mình. Chiếc Toy 96B của họ đạt tốc độ cao nhất trên đường lái là 71 km/h. Bên cạnh đó, họ đã hoàn thành bài thi trong vòng 21 phút, tạo một khoảng cách khá là an toàn so với các đội khác. Đặc biệt, trong bài bắn, họ đã tiêu diệt 5 trên số 5 mục tiêu với thời gian bắn khá là nhanh. Điều đó chứng tỏ một điều là thao trường này cũng chẳng có gì lạ lẫm với họ. Điều đáng chú ý là trong quá trình thi đấu thì chiếc Toy 96V không để xảy ra sự cố kỹ thuật nào, kể cả khi vượt qua những vật cản mà có sự va đập rất là lớn. Kết thúc ngày thi đầu tiên, đội Trung Quốc giành ngôi vị thứ nhất. Bước sang ngày thi sau đó, đội tuyển Nga đã bứt phá mạnh mẽ. Đội tuyển của họ đã hoàn thành bài thi trong vòng 20 phút 28, nhanh hơn đội Trung Quốc là 32 giây. Sở dĩ họ đạt thời gian kỷ lục như vậy là bởi tốc độ cao nhất họ đạt được trên đường chạy là 77 km/h. Tuy nhiên, chính kỷ lục này đã làm dấy lên những dư luận không hay, cho rằng Nga đã thửa riêng xe đấu cho đội mình. Điều đáng tiếc là kết quả bắn đội Nga không được mỹ mãn cho lắm. Họ đã bắn rất nhanh, sau khi vào vị trí chỉ 5 giây, họ đã bắn được phát đầu tiên. Điều đó chứng tỏ họ đã học thuộc lòng khoảng cách đến bia mà không cần sử dụng máy đo xa laser để xác định. Tuy vậy, do một nguyên nhân ngẫu nhiên nào đó, một viên đạn đã không trúng đích và họ chỉ hạ được 4 trên tổng số là 5 mục tiêu. Trong đợt thi thứ 7 chiều qua, Trung Quốc đã phá 2 kỷ lục của chính mình. Họ đã hoàn thành bài thi trong 20 phút 59 giây, nhanh hơn đội Trung Quốc 1 đúng 1 giây. Tuy nhiên, trong môn bắn còn lại, họ chỉ tiêu diệt được 4 trên 5 mục tiêu. Và với kết quả này, tạm thời đội Nga vươn lên nhất bảng về thành tích thời gian ngắn nhất. Các đội Trung Quốc 2, Trung Quốc 1 chiếm vị trí thứ 2 và thứ 3. Tuy nhiên, nếu tính đến điểm số mục tiêu bị tiêu diệt, rất có thể kết quả sẽ thay đổi hoặc khoảng cách giữa hai đội sẽ được rút ngắn lại. Đường dài mới biết ngựa hay, cuộc đua vẫn còn nhiều vòng. Tuy nhiên, với những khoảng cách mà hai đội tuyển Nga Trung tạo ra so với các đội khác, tin rằng cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn sẽ là cuộc đua song mã Nga Trung. Và trong cuộc đua này, vị thế chủ nhà không còn tạo ra những lợi thế nghiêng hẳn về đội tuyển Nga nữa. Vì vậy, không loại trừ sẽ có một cuộc đua. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.